chuyện đưa đưa một cái lên 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 Tôi nói kiểu đó là hết chạy vụ luôn. Em lấy cái này em cút rồi, xong rồi em đỡ cái rổ này. Đúng rồi. Rồi đúng rồi, em đăng lên nè. Đúng rồi, đăng lên này, đăng lên. Tôi nói kiểu đó là hết chạy vụ luôn. Cầm cái rổ. Tôi một người kéo bộ quá này. Linh linh phụ phụ kéo cái này. Linh 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 phụ phụ. Thế thôi em đổ ngược lại cái đằng này luôn đi. Được, sóc ngược lên, sóc ngược lên. Con rùa ấy.
ơi, nhìn lên đây cứ coi. Kìa, ai ra lấy cho thầy Hoạt kìa, thầy Hoạt có cá rồi. Thầy Hoàng ơi. Hay quá Thi ơi, đầy luôn rồi.
Được không? Không được à?